Tú Mẩu ở sân Tè. Tú Mẩu sẽ chấp sân Tè 2 quả. Sáu bảy. Rất ngắn rồi nhưng anh Tú vẫn xuất sắc. Anh Tú vẫn xuất sắc trong tình huống vừa rồi. Quá hay. Thực sự là rất nhanh. Xoáy ngược. Vâng, giật trái rồi. Có điểm rồi. Dài. Vâng, Tú Mẩu đã phát hiện ra bóng dài và anh câu xoáy trước. Mọi người đừng quên trên YouTube bọn em cũng đang phát và độ nét và mượt rất cao. Hy vọng là mọi người chia sẻ nhiều hơn nữa. Chúng em dù sao thì cũng là một đơn vị mới lên, mới thành lập thôi. Còn rất nhiều sự cần phải học hỏi và tích lũy. Và cũng rất mong nhận được sự cổ vũ động viên đến từ quý khán giả. Mưa đều rồi. Sơn Tè trong trận đấu này, Thanh Sơn trong trận đấu này không thấy xô lê. Cả hai đánh trong sự im lặng. Dẫn 17 rồi. Bây giờ Thanh Sơn đã san hòa 10 đều. Rất hay, đúng không, lên trái thông minh đến từ Thanh Sơn. Gần như là sửa lưng đối với anh Tú. Thanh Sơn được chấp 2 quả mọi người nhé. Quá hay. Click là sở trường của anh Tú. Giật trái cứ như là Krenga của Hy Lạp vậy. Xét về những cú trái tay thì anh Tú lợi thế hơn ở các tình huống gần bàn. Còn Thanh Sơn thì những tình huống bóng chậm, anh giật rất mạnh. Quá hay và đẹp mắt. Đẳng cấp của anh Tú.
giật bên này và vật giật bên kia. Rất hay. Mãn nhãn. Năm hai. Vâng, đã có may mắn đến từ Sơn Tè rồi. Thanh Sơn giật bóng trước lưới. Khó rồi, có may mắn đến từ tay anh Tú. Bóng đi vào mép bàn. Quá nhanh. Vâng, Thanh Sơn xuất sắc. Giật lên là Thanh Sơn lia đờ mi ngay. Cự ly của Thanh Sơn thì không phải là quá gần bàn như anh Tú, nhưng mỗi cự ly lại cho là những sự khó chịu khác nhau. Sâu vào bên phải, bắt Thanh Sơn phải giật lên. Thanh Sơn đã hơi rụt rè, sợ rằng giật lên thì sẽ bị anh Tú đè lại. May mắn rồi. Không thể thành công. Anh Tú vẫn đang chờ đợi tình huống bắn trái. Nhưng Thanh Sơn đặt bóng quá khó. Thanh Sơn đang có cơ hội, đứng trước cơ hội chiến thắng trong set đấu thứ hai này. Nếu như dẫn trước 2-0 thì thực sự là khó cho anh Tú rồi. Tại sao lại đánh thêm vậy ạ? Đội Tú Hoàng thắng 3 trận rồi mà. Vâng, chào chị Nụ. Đây là trận bán kết đơn, rồi là bán kết đồng đội. Vâng, cơ hội vẫn còn cho anh Tú. Sơn giật cắm thẳng vào lưới và đã phải nhìn vợt rồi. Rõ là vợt ẩm hay là có vấn đề gì chăng.
Tôi thấy đường bóng đi thẳng vào đít lưới luôn. Rất đáng tiếc. Lên rồi. À không phải. Ô, bóng không qua lưới. Tiếp tục là dẫn trước đến từ Thanh Sơn. Ra quả gì đây để giành lợi thế đây. Đừng tự giao hỏng. Đây là thời điểm này thì nếu là tôi sẽ giao thật khó. Rất chính xác. Anh Tú đã làm chủ trong tình huống vừa rồi. Vẫn không thể vào bàn. Lại nhìn vượt rồi. Cú đánh đó nó rất quyết đoán rồi. Có lẽ là tình huống xoa bóng của Thanh Sơn đã khiến cho trái bóng đi hơi chìm. Không. À, xin lỗi. Vâng. Điểm đầu tiên cho anh Tú rồi. Vâng, đánh ngang thì Sơn không ăn được Tú đâu ạ. Chắc chắn luôn ạ. Vì thời điểm này thì anh Tú cũng đã xuống sức rồi. Chiều một buổi chiều anh thi đấu 2 trận đấu. Và Thanh Sơn thì được kết thúc sớm hơn. Có một chút lợi thế hơn. Lên 4 rồi. Khá là khó khăn. Sơn liệu có thể ghi mình một trận chung kết hay không? Một tình huống cố gắng lái bóng. Tú có phải người Bắc Giang không? Cái này thì em không chắc. Em nghĩ là Tú người Hà Nội. Quá hay cho Sơn. Sơn giải này đánh quá cháy. Vâng, cú đè ngay. Chiến thuật tốt. Tiếc là bóng đi vào mép lưới. Anh Tú có lẽ đang cố gắng thi đấu chậm lại, không để bị cuốn theo lối chơi của Thanh Sơn. Vâng, vẫn chưa thể nhập cuộc. Mọi người có thể thấy Tú đang cố gắng là hãm nhịp trận đấu lại một chút. Thanh Sơn thì muốn đưa bóng vào cuộc càng nhanh càng tốt. Anh Tú có vẻ như là đang mất đi cái sự chủ động. Tình huống vừa rồi là hơi lỡ cỡ. Tung cao rồi. Rất mạnh. Bước một bước sang và giật mạnh hơn. Biết là còn bình luận viên có kịp đi ăn tối nữa không đấy. 6:30 rồi. 6:20 rồi. MU cũng chuẩn bị thi đấu rồi. Còn phải xem MU nữa mọi người ạ. À. 7 năm mất rồi. Rất khó khăn.
vẫn còn 7-6. Trả quá hay đến từ Tú. 7-7 rồi. Sơn Tè về Hải Phòng không vô địch. Tao chặt chân. Ôi, anh Đức nói em mình nhớ ra sao anh Đức lại không đánh giải này. Rồi quá hay. Rõ ràng là đó là một miếng đánh của Tú rồi. Gài lại là một flick đi nhặt luôn. Rõ ràng nếu như mọi người để ý từ đầu xét đấu này, khi mà anh Tú bị dẫn trước thì Tú chủ động chơi rất chậm. Sơn Tè thì gần như là không thay đổi nhịp thi đấu. Đã có điểm Sơn Tè. Vâng. Tú đang băn khoăn có nên hội ý không. Vâng, anh Hoàng Chốp đã ra dấu hội ý. Có lẽ là không nên. Đang 18. Chỉ nghĩ kỹ một quả thôi. Hội ý thôi. Có lẽ là phải hội ý thôi. Vâng, chính xác là như vậy. Như vậy là trận đấu trở lại rồi. 19. Quá tốt. Thanh Sơn click và bị ăn đè ngay. Giảm rất nhiều. Thanh Sơn cũng vậy. Cả hai có lẽ là bây giờ là cũng vô thể lực. Độ chính xác có thể nói là đang không còn được như buổi sáng nữa rồi. Thể lực ai tốt hơn sẽ là người làm chủ. Sẽ làm chủ trận đấu này. Rất thông minh đến từ Thanh Sơn. Cài lại và bị giật vào trái. Vâng, đánh thế này tối Tú đánh chung kết sao được nữa. Vâng, thôi thì đánh thế nào thì phải theo thế đấy thôi ạ. Không tốt rồi, không có lưới. Điểm cho anh Tú. Tú dạo này phong độ không cao. Rất hay. Thực ra là Tú Mẩu là một trong những vận động viên chuyên nghiệp của Việt Nam có phong độ ổn định nhất đấy. Ba đều. Vâng, may mắn. Khi mà Thanh Sơn giao quả bóng lỗi. Ba bốn. Trời có vẻ là hơi thấm mệt. Đã mắc một số lỗi. Một số tình huống mắc lỗi rồi. 5-3. Rất hay. Sô lê rồi, sô lê đến từ Tú Mẩu rồi. Có lẽ là bình luận viên sẽ phải kiếm cái gì để ăn thôi. Đói quá. Rất mạnh. Hai góc. Quá hay. Thuyết phục. Khiến cho Sơn Tè chỉ biết chặn bóng trong vô vọng. Vâng.
Vâng, Sơn Tè cố lên đi. Cố được 2 set rồi, anh Đức ơi. Mà trận đấu này có đến tối đa 5 set cơ. Trận này có vẻ như trôi hơi nhanh rồi. Có lẽ là sẽ phải có set cuối mất. Tôi đã nói đến vấn đề về thể lực. Mọi người có thể thấy Thanh Sơn bắt đầu dần mất đi độ chính xác. Tinh thần có vẻ như đang hơi xuống. 13 rồi. Đấy là... Vâng, giật trái luôn, hỏng luôn. Vẫn còn. Vâng. Quá nhanh. Vâng, Tú đứng gần như đứng tại chỗ luôn và chờ để đỡ mi cú tiếp theo. Rất tự tin đến từ anh Tú. Anh Tú vươn lên rồi. Không vào bàn. 4 đều. Đổi bên rồi. Nhưng mà đáng lẽ nếu như chấp điểm thì sẽ phải là tổng 10. Nếu như chấp điểm thì nên là tổng 10 thì mới đổi bên. Chỉ là đẹp mắt. Giật trái, né giật và lao góc trống. Vâng. Anh em đang xem, hãy bớt ra 1 giây thôi, chỉ 1 giây thôi ấn nút like. Nút like là những ủng hộ cho ekip rất nhiều rồi. 6 năm, anh Tú đang vươn lên. Khó rồi. 5-7. Quá tốt. Tú Mẩu đang chậm lại.
khá đáng tiếc. Thanh Sơn chọn pha bóng đó để tấn công. Không được rồi. Đều đang thi đấu chậm rãi, khá là lắt léo. Bây giờ mà đua sức thì cả hai đều thiệt thòi. Vâng, và bây giờ thì đua bắt ngắn thì Tú vẫn là người lợi thế hơn. Rất tốt. Một điểm nữa thôi, Tú Mẩu sẽ bước chân vào trận chung kết. Vâng, và như vậy là chiến thắng cho Nguyễn Anh Tú. Và Nguyễn Anh Tú